Những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp trên thế giới. Phần 1. Đã bao giờ mà bạn gặp phải một hiện tượng kỳ lạ mà bản thân và những người xung quanh đều không thể nào mà giải thích được? Đúng vậy, dù chúng ta đã bước vào một thế kỷ của công nghệ đi chăng nữa, đâu đó trên thế giới này vẫn còn có những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp. Và những câu chuyện D2T sẽ kể dưới đây có thể sẽ trở thành một trong những điều đáng sợ nhất mà bạn từng được nghe. Điều bí ẩn tại đèo Dialop. Chuyện đã xảy ra vào năm 1959. 9 sinh viên trẻ đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở dãy núi Uran Nga đã gặp một tai nạn cực kỳ bí ẩn, một đi mà không thể nào trở về. Nhóm 9 sinh viên này đã rời khỏi lều của họ lúc nửa đêm, nhưng không đi tất, giày trượt hay là quần áo ấm. Họ đã đi ra ngoài đi bộ trong thời tiết cực kỳ lạnh giá. Người ta đã tìm thấy 2 sinh viên đã không còn thở vì hạ thân nhiệt đầu tiên bên cạnh một cái cây. Tư thế cuối cùng của họ đang cố gắng trèo lên cây. Một tuần sau đó, người ta tìm được 7 người còn lại. Không ai còn sống cả với những thương tích bí ẩn và đau lòng. Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến các nhà điều tra đau đầu truy tìm manh mối, nhưng tới hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân vụ việc. Câu chuyện này đã trở nên thành bí ẩn lớn. Địa điểm mà 9 sinh viên này dựng lều trước khi qua đời được đặt tên là đèo Dialop. Cây cầu Overton khiến những chú chó nhảy xuống. Cây cầu Overton gần thị trấn Dumbarton dường như có khả năng suy khiến những con chó nhảy xuống cầu. Kể từ đầu những năm 1960, khoảng 50 chú chó đã mất và hàng trăm con khác nhảy xuống từ trên cầu, nhưng may mắn vẫn sống sót. Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật ở Scotland đã cử đại diện điều tra nhưng lại không hề có kết quả gì cả. Về khoa học, không có điều gì chắc chắn rằng những chú chó lại có khả năng hình thành ý định đau buồn này. Cứ như là có một cái gì đó, nó đang dụ dỗ những con chó này nhảy khỏi cây cầu, thường là đều từ cùng một vị trí và luôn luôn trong những ngày nắng và khô hanh. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó gồm giả thuyết cây cầu bị ma ám. Đây là một giả thuyết khá phổ biến sau khi một người đàn ông địa phương đã khiến con trai của mình rơi khỏi cây cầu vào năm 1994. Rồi cũng có những giả thuyết một con trồn đánh dấu khu vực với mùi hương mà những con chó gần như không thể cưỡng lại, hay là có người lại cho rằng có một sự bất thường âm thanh tồn tại ở cây cầu mà chỉ có những con chó có thể nghe thấy. Đường hầm thời gian 1955. Ngày 9 tháng 9 năm 1990, tại Venezuela, một chiếc máy bay thuộc loại Douglas đột ngột hạ cánh xuống sân bay Caracas. Hệ thống radar của sân bay không hề báo hiệu sự xuất hiện của chiếc máy bay lạ. Và phải đến khi viên phi công chủ động liên hệ với trạm kiểm soát sân bay, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra. Khi đáp xuống sân bay, phi công đã rất hoảng hốt khi chuyến bay không đáp trúng địa điểm dự kiến mà xuống Venezuela cách địa điểm hạ cánh ban đầu là 2.000 km. Sau đó, các nhân viên sân bay kiểm tra lại nhật ký hành trình và kết quả đúng như vậy. Đây là chuyến bay 914 cất cánh vào ngày 2 tháng 7 năm 1955, nghĩa là máy bay đã khởi hành từ trước đó 35 năm. Tuy nhiên, khi xác minh lại với New York và Florida, họ mới phát hiện ra rằng chuyến bay 914 thực sự cất cánh vào ngày 2 tháng 7 năm 1955. Nhưng sau đó, chiếc máy bay biến mất không một dấu tích. Người ta tin rằng nó đã rơi xuống biển, khiến toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đã tử nạn. Hơn 50 gia đình trên chuyến bay đã được bồi thường cho các thân nhân. Một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi họ trở về nhà, tất cả con cái và những người thân trong gia đình đều già hơn trước, trong khi họ vẫn còn trẻ trung như là chưa hề trải qua 35 năm. Các nhà khoa học và giới chức Hoa Kỳ thậm chí còn kiểm tra giấy tờ và thân thể họ để xác thực đây chính là những hành khách tử nạn của 35 năm trước. Trên trang web lưu trữ của tư liệu và thông tin quá khứ của Pan American Airways, thông tin về chuyến bay 914 cũng không được đề cập, khiến việc xác thực ngày một khó khăn hơn. Mặc dù vậy, người ta vẫn đưa ra một giả thuyết mà khoa học chưa thể chứng minh, đó là đường hầm thời gian. Có lẽ là chiếc máy bay đã lạc vào một đường hầm vô hình, đưa nó đi đến tương lai của 35 năm sau. Nếu kết quả đúng là như vậy, thì những đường hầm thời gian sẽ giải thích rất nhiều hiện tượng bí ẩn trong lịch sử mà chúng ta không thể nào giải thích được bằng khoa học và kỹ thuật của ngày nay. Không ít hiện tượng khiến các nhà khoa học đau đầu, nhưng vẫn không thể tìm ra lời giải thích, hoặc là rất khó để đưa ra những câu trả lời hợp tình hợp lý. Còn các bạn nghĩ điều gì đã gây nên những bí ẩn này? Hãy tương tác bên dưới để D2T Story biết nhé!